Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 8, muốn diệt mê si. Phật theo lời ông Đặng Thành Tựu, diệt mê si phải nương thuyền giác, muốn diệt làm chánh trực khôn ngoan. Trời càng về đông, tuyết càng thêm lạnh, mà lòng người chẳng thấy lạnh. Phải chăng vì nấu nóng việc đạo đức? Bởi Phật pháp rộng sâu như rừng như bể, mà người tu còn biết bao nhiêu cái chưa hiểu, bao nhiêu cái nghi ngờ thắc mắc, cần phải tìm tòi nghe học. Do đó, lúc Đức Thầy mới khai đạo tại tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo, hằng ngày người ta tới lui tấp nập, hoặc nhờ trị bệnh, xin thuốc, thỉnh giấy vàng, hoặc để nghe ngài thuyết giảng đạo lý hay chép kinh giảng về nhà tu học. Cũng đồng tâm trạng nói trên, ông Đặng Thành Tựu ở xã Kiến An, quận Chợ Mới, An Giang, khi được quy y với Đức Thầy, ông để tâm suy tầm giáo lý, thấy có nhiều điều không thể quyết nghi. Nên hôm nọ, vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, ông Tựu đến tổ đình, đợi lúc vắng khách, ông mới bước lại gần Đức Thầy thưa hỏi: Bạch Thầy, trong kinh Phật có giải tam độc là tham, sân, si. Theo trí càng hẹp của tôi thì muốn trừ tánh tham thì tôi đừng ham muốn vật gì hết là được, cũng như muốn trừ sân là tôi đừng nóng giận chút nào nữa, dầu việc nghịch ý ấy lớn hay nhỏ. Còn cái mê si này tôi không biết phải làm sao mà diệt nó, nhờ Đức Thầy từ bi chỉ dạy cho. Đức Thầy tươi cười bảo: Muốn diệt mê si tâm mình phải giác. Nghe vậy, ông Tựu muốn hỏi thêm, nhưng lúc ấy có các bệnh nhân đau nặng, người nhà vừa chở đến, Đức Thầy liền sang qua chữa trị bệnh cho họ, nên ông không hỏi được. Sau đây là lời phụ bình: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu Đức Thầy giải đáp cho ông Đặng Thành Tựu, xét ra nó bao hàm một ý nghĩa vừa sâu vừa rộng. Bởi mê si là nguồn gốc sanh tử, còn giác là Phật quả, là mục đích giải thoát. Xong con đường từ chúng sanh đi đến Phật quả chẳng phải dễ dàng. Vì cái tâm mê mờ, vô minh, không nhận rõ chân lý sẵn có từ vô thị. Ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguy làm chân, lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Từ đó chúng sanh cứ dệt nhiều lớp mê tạo thêm nhiều nghiệp tội, rồi sanh tử, tử sanh mãi trong sáu cõi phàm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, chưa bao giờ dừng lại. Giờ đây muốn chặn đứng sự luân hồi thống khổ ấy, nhà tu cần phải diệt ngay cái gốc mê si. Mà muốn trừ nó, hãy bỏ mê về giác, tức là phải có lòng tự giác. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông Tựu, muốn diệt mê si tâm mình phải giác. Vậy làm sao cho ta có lòng tự giác? Thì cứ vào kinh điển của Phật, của Thầy, có thể phân ra làm hai phương cách để thay đổi lòng mê si trở thành tâm giác ngộ. Một, với bậc hạ căn thiếu trí, trước nhất hành giả phải quy thuận theo tinh thần đạo đức và nương thuyền giác, tức là phải nương về giáo lý, kệ kinh sấm giảng. Bởi giáo lý là ngọn đèn chân lý, chỉ như ngón tay để chỉ mặt trăng, như chiếc thuyền để đưa người đến bờ bên kia giải thoát. Nhờ có tu học giáo lý và kiên trì giới luật, thân tâm hành giả lần lần thanh tịnh, huệ nhập hiện bày, thấy biết mọi việc mọi cảnh một cách sáng tỏ đúng với chân lý, ấy là tự giác. Từ đó sẽ tiến lần đến chỗ giác ngộ hoàn toàn Phật quả. Hai, với bậc thượng căn thượng trí, tức là hạng đã tiến hóa, đã tu học giáo lý từ nhiều kiếp trước, hành giả tự mình tỉnh ngộ, xét biết những hành động, ngôn ngữ và tư tưởng
tà quấy sai lầm, mê mờ ô nhiễm mà diệt trừ tức khắc gọi là giác sát. Và khi trừ sạch các điều ấy gọi là giác liễu, được trọn vẹn hai phần đó gọi là tự giác. Song có tự giác không chưa đủ, vì đây mới được vào hàng thanh văn mà thôi, nên cần tiến đến giác tha, nghĩa là phải làm cho nhiều người khác được tỉnh ngộ, thấy biết không lầm như mình, để bước lên hàng duyên giác và Bồ Tát. Rồi cứ y hành mãi cho đến khi giác hạnh viên mãn, là hạnh nguyện tròn đầy. Tới đây hành giả đạt được mục đích tối thượng nhất thừa, cũng gọi là Phật quả hay Như Lai. Đại khái chỉ có 8 chữ: muốn diệt mê si, tâm mình phải giác thật diệu màu vô hạn. Dầu có bao nhiêu văn từ lý lẽ cũng không làm sao luận bàn cho hết được.